Cháy quán ăn ở Hà Nội lúc nửa đêm, lửa quần quận bốc cao. Khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại quán ăn có địa chỉ 37 phố Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lửa đỏ rực, khói đen quần quận bốc cao khiến nhiều người hoảng hốt. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn tại đây và sau đó lửa bùng lên rất nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét. Mọi người hô hoán nhau chạy và sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công. Lúc này, ngọn lửa tiếp tục bùng lên dữ dội từ tầng 2 của cơ sở kinh doanh và lan nhanh sang nhà hàng xóm có địa chỉ số 8 ngõ 4 Dịch Vọng Hậu. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Khoảng sau 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Cầu Giấy làm rõ. Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 9 người mắc kẹt tại Hà Nội. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vào 5 giờ 33 phút ngày 30 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ tại địa chỉ số 7, tổ 1, phố Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động 4 xe cứu hỏa của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, có 9 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và người dân nhanh chóng giải cứu được 5 người, 4 người khác tự thoát ra bên ngoài. Cảnh sát xác định, ngôi nhà cháy cao 3 tầng, diện tích tầng 1 khoảng 30m². Tầng 1 được dùng làm nơi để xe máy và chứa nhiều máy giặt, đồ đi làm của người thuê trọ. Từ đầu đường quốc lộ 6 vào ngõ dài khoảng 20m, ngõ rộng khoảng 2m khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Phía ban công tầng 2 của ngôi nhà bị quây kín bởi lồng sắt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã phải cắt chuồng cọp để giải cứu các nạn nhân. Tầng 3 được bao bọc bởi lồng sắt, tấm nhựa và lợp mái tôn. Theo nhân chứng, chủ nhà có chuẩn bị sẵn một thang tre để khi có sự cố có thể thoát ra bên ngoài qua ô lồng sắt được cắt sẵn. Nhưng do hoảng sợ, không ai sử dụng thang này. Để cứu các nạn nhân mắc kẹt, người dân đã dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công cho người bên trong chui ra. Được biết, căn nhà bị cháy đã được chủ nhà cho một người khác thuê lại. Người này tiếp tục cho những người khác thuê trọ. Theo Công an thành phố Hà Nội, rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cháy nhà trọ ở Hà Nội, giải cứu 5 người mắc kẹt. Sáng ngày 30 tháng 5, đại diện đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa dập tắt hỏa hoạn, giải cứu thành công người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra ở phường Phú Lương. Cụ thể, 5 giờ 33 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 7, tổ 1, Ba La, quận Hà Đông. Tại hiện trường, khói đã bao trùm ngôi nhà 3 tầng quây kín lồng sắt xung quanh ban công và tum. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt từ mái của nhà hàng xóm. Sau 3 phút, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan. Người dân đã cứu được 2 người, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cứu được 3 người, 4 người khác tự thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Đại diện đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông thông tin. Cảnh sát xác định, vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Diện tích cháy khoảng 20m² tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà. Đây là nhà dân kết hợp kinh doanh cho thuê trọ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hà Đông làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở Hà Đông, ông Nhân, 85 tuổi, sống gần hiện trường cho biết, lúc cháy nhà trọ số 7, tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, có một nam thanh niên mặc áo trắng lao vào cứu các nạn nhân bị kẹt. Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy nhà trọ có địa chỉ số 7, tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, ông Nguyễn Anh Nhân, 85 tuổi, sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, bản thân đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt. Trước tình huống nguy cấp,
ông Nhân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu. Khi lực lượng cứu hỏa đang đến, có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài. Ông Nhân nói, một người phụ nữ thuê trọ cạnh bên ngôi nhà bị cháy vẫn chưa hết hoảng hốt kể lại. Lúc đó, chị vừa chi hô mọi người tìm cách giúp đỡ người còn mắc kẹt trong nhà cháy, vừa sơ tán hai con nhỏ đi nơi khác. Tôi hoảng hốt gọi hai con nhỏ dậy và đưa ra ngoài, đồng thời lấy thang ở bên trong nhà để đưa cho mọi người leo lên cứu người mắc kẹt, người phụ nữ kể. Người phụ nữ này cũng cho biết, mọi việc lúc đó diễn ra rất nhanh, có một nam thanh niên mặc áo trắng bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân. Cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số 9, dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng 3 và cứu hai bạn nữ ra ngoài. Tôi thấy anh ấy leo lên 3 lần, một lần đưa bạn nữ áo đen mắc kẹt trên tầng xuống, lần nữa thì cõng bạn nữ mặc áo trắng, người phụ nữ kể lại. Cũng theo người này, sau khi cứu các nạn nhân thì người thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay. Những người ở trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại. Chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này, người phụ nữ nói. Theo đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hà Đông, công an thành phố Hà Nội, hồi 5 giờ 33 phút ngày 30 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà tại số 7, tổ 1, Ba La, quận Hà Đông. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt từ mái của nhà hàng xóm. Sau 3 phút, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan. Người dân đã cứu được 2 nạn nhân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu được 3 người mắc kẹt, 4 người khác tự thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông thông tin. Cảnh sát xác định, vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Diện tích cháy khoảng 20m² tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà. Đây là nhà dân kết hợp kinh doanh cho thuê trọ. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hà Đông làm rõ. Đập đi!